Bảo Khanh xin thân ái kính chào quý vị khán giả đến với chương trình Tìm hiểu về địa ốc cùng với Tuyết Nha và Bảo Khanh. Và chúng tôi hy vọng qua chương trình này sẽ giúp cho quý vị hiểu rõ hơn về tình hình địa ốc hiện nay để chúng ta có thể thành công hơn trên công việc mua nhà hoặc là bán nhà của mình. Mến chào Tuyết Nha. Dạ, Tuyết Nha xin chào chị Bảo Khanh và Tuyết Nha cũng xin kính gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả quý khán giả và quý khách hàng đang đón xem chương trình Tìm hiểu về lĩnh vực địa ốc tại miền Nam California. Thì... Sao chị Tuyết Nha? Sao? Dạo này có tin tức gì mới không? Mấy hôm nay mình lo Phật đản nhỉ? Lo nhiều chương trình cho nên tập trung chuyên môn. Nhưng mà quý vị biết đó, khi mà chúng ta tổ chức những cái đại lễ như vậy, thấy đông đảo đồng hương của người Việt chúng ta đến đó, thì cũng rất là vui, bởi vì thấy là rõ ràng California rồi không chỉ có Lido Sài Gòn thôi, Los Angeles cũng vậy, rất là đông đảo người dân Việt Nam của chúng ta. Điều đó chúng ta có thể thấy được là ngày càng có rất là nhiều người mà cần nhà ở. Phải không? Tại vì ngày càng đông, đúng mà rồi. Càng đông như vậy, một cái đại lễ như vậy, cả hàng ngàn người tới, thì quý vị cứ tưởng tượng 1.000, cứ cho là mỗi 1.000 người đó là có bao nhiêu gia đình, đúng, đúng rồi. Thì như vậy chúng ta thấy đó là cái tỷ lệ cung với cái tỷ lệ cầu nó chênh lệch khá nhiều tại California, dẫn tới cái tình trạng mà không phải ai cũng thiếu có được căn nhà. Đúng đó, rồi. Đó. Mà càng ngày càng đông á, chứ thực sự nghĩ lại coi 10 năm trước đi. Cái Los Angeles không có đông như thế này nữa trước nha. Bây giờ thấy nó đông đúc dễ sợ luôn á. Rồi thậm chí trên những cái trang Facebook mà nhiều người hỏi là bây giờ muốn đi Chinatown chơi, nhiều người còn nói thôi bây giờ mình đi khu Việt Nam đó. nhiều khu Việt Nam nhiều. Đúng rồi. Hồi xưa mà muốn mà đến khu châu Á đó, người ta là chỉ xuống đến Chinatown thôi, chứ downtown là LA đó. Đó. Bây giờ thì không. Bây giờ xuống cái downtown San Gabriel, trời ơi. Đúng rồi. Cái con đường qua này bây giờ á, tất cả bây giờ nó lại chuyển mấy cái plaza hồi xưa nha, là mấy cái shop nhỏ nhỏ đó, bây giờ nó bán rồi đập lại, giờ xây building dễ không sợ à? Bởi vì nhiều người chỉ qua cái khu đúng là San Gabriel đó, khu đắc địa đó. Mà nhất là sau Covid-19 đó, thì khu mà Chinatown lúc đầu nó cũng bớt cái sự sầm uất như so với hồi trước, thì ngược lại những cái khu phố mới á, những cái khu giống đó, như là downtown San Gabriel bắt đầu phát triển lên ồ ạt. Cho nên chúng ta thấy là cái việc mà mua nhà thì là ngày càng nó không có dễ giống như hồi xưa. Và cái việc mà nhiều thế hệ sống chung cùng một cái căn nhà nó lại tăng. Giống như hồi xưa đó là theo cái tiêu chuẩn người Mỹ ngày xưa, họ chỉ nhà 3 phòng, 2 phòng tắm là tiêu chuẩn. Đúng rồi. Trời, vậy? Hồi xưa nữa mấy cái nhà mà mình có thể nói là năm 1900 hồi đó, 2 phòng ngủ 1 phòng tắm, nó chỉ là tiêu chuẩn, nhưng 2 phòng ngủ 1 phòng tắm thôi. Tại vì họ chỉ nghĩ là hai vợ chồng rồi hai đứa con. Đó, hai vợ chồng hai đứa con thì ngủ chung phòng. Rồi sau này thì đất rộng mà người ít thì họ lại nghĩ 3 phòng ngủ 2 phòng tắm, tại vì đứa con trai đứa con gái thí dụ vậy đi. Đó, rồi tới khi mà tụi nó lớn lên 18 tuổi đi học ra là sẽ ở dorm luôn rồi, nó cũng ra riêng luôn rồi. Nó có gia đình riêng của nó nữa. Nó lại mua 3 phòng ngủ 2 phòng tắm riêng cho nó. Là cứ như vậy. Nhưng mà bây giờ quý vị thấy cái việc mà mua những cái căn single house 3 phòng ngủ phòng tắm không có phải là dễ giống như hồi xưa nữa. Cứ ngày xưa thậm chí một đầu lương đi làm thôi là có thể mua được nhà rồi. Còn người vợ ở nhà nội trợ rồi đưa đón con đi học. Nhưng mà bây giờ quý vị thấy hai đầu lương vô làm quần quật luôn, chưa chắc mua được căn nhà. Không, đó là thực tế hiện nay. Cho nên người ta lại có là 2-3 thế hệ giống như ông bà, rồi con cái lớn lên cũng ở đó luôn. Rồi thí dụ có muốn ra riêng á, thì lại cùng nhau co-sai nha. Rồi mua một cái căn nhà, rồi sau đó tới cái opportunity lên một thời gian, rồi cùng nhau co-sai một căn nhiều, khác. Nếu mà xây nhiều phòng gì đó thì còn share ra nữa. Thành ra lúc nào trong rồi mà đông đúc thì đó Tức nha. Dạ. Thì một cái bản tin đặt ra cái câu hỏi là tại sao mà nhà ở Hoa Kỳ cũng như tại California lại trở nên khó mua. Thì có lẽ mình cũng có thể hiểu được một số. Dạ, cũng biết rồi phải không? Dạ, quý vị cũng có thể thấy được cái bản tin này chúng tôi đọc ở trên báo Người Việt thấy ghi á, giá nhà vượt xa thu nhập của tầng lớp trung lưu, lãi suất thế chấp lần đầu tiên vượt 7% kể từ năm 2002, và cứ 10 căn nhà thì có 3 căn được bán cao hơn so với giá list. Kinh khủng. 10 căn mà chỉ có 3 căn là bán cao hơn cái giá rồi. Và thưa quý vị, những điều kiện trên thực tế có thể khác nhau giữa những cái tiểu bang và từng quận hạt trong tiểu bang. Thì chúng ta sẽ xem chỉ số người mua nhà của NBC News đã phát triển với sự hướng dẫn của phân tích gia về ngành địa ốc, một kinh tế gia từ Ngân hàng Trung ương Fed tại Atlanta và những chuyên gia khác, là một con số thang điểm từ 0 tới 100, thể hiện cái độ khó mà người mua đang đối mặt khi cố gắng để tìm một căn nhà.
Thì thí dụ như giá trị chỉ số thấp như là 10 cho thấy điều kiện mua thuận lợi hơn, như là lãi suất thấp, thị trường có nhiều nhà để bán. Thì Chambers County, Texas gần Houston là một trong 50 nơi khó mua nhà nhất ở Hoa Kỳ với điểm số thấp về sự khan hiếm, chi phí và tính cạnh tranh. Rồi sau đó chúng ta cũng thấy là rất là nhiều những cái yếu tố khó khăn để mà nó ảnh hưởng tới việc mua nhà. Thứ nhất là chi phí. Chi phí một căn nhà so với thu nhập và lạm phát và chi phí liên quan như là bảo hiểm đang thay đổi. Rồi thứ hai là cạnh tranh. Có bao nhiêu người cạnh tranh để giành mua cho một căn nhà và nhu cầu mạnh mẽ tới mức nào? Điều này được đo lường thông qua tỷ lệ phần trăm số căn nhà được bán cao hơn giá niêm yết, tức là cái giá list đó, và số nhà được ký hợp đồng trong vòng 2 tuần từ khi được list. Và thứ ba là sự khan hiếm. Số lượng căn nhà trên thị trường và ngày càng ít hơn, nó không có bán ồ ạt giống như hồi xưa. Như thấy bây giờ là sắp là summer rồi, summer đó. Mà thấy nhà thị trường nhà vẫn chưa chưa nhiều, yeah, vẫn còn ám đạm, không có nhiều nhà trên thị trường. Yeah. Thực sự bây giờ cứ nhà vô cứ MLS đi. Đúng rồi. Tìm mỗi tuần nhà, mà chúng tôi tìm nhà để gửi đến quý vị đó. Là mình có thể nói ngày hôm nay bao nhiêu nhà lên thị trường phải cỡ 20-30 cái. Bây giờ sao? 5-7 cái dưới 10 luôn á Tức Nha. Cái ngày mà lên thị trường á, nhà mới lên thị trường cứ như mình nói, có thể nói là zero days á. Trời ơi. Cỡ 10 căn là nhiều rồi đó. Dạ. Là nhà rất là khan hiếm bây giờ, rất là khó. Tại vì income bây giờ thấp quá, với lại bây giờ bởi vì là kiểu như khó khăn về income rồi muốn nhà, thật ra nhiều người ta share nhà, share đúng phòng. Rồi. Chính vì vậy nhiều khi người ta không cần phải bán nữa. Dạ. Tại vì cũng có một tí thu nhập của người quen, người thân, bạn bè mà kiểu như share phòng rồi đó. Đúng thật rồi. Ra nhà càng khan hiếm lên thị trường nữa. Đó, bởi vậy quý vị thấy nó mà khi ra mà mình, nó người ta hay nói lên... cái bó khó cái khô đấy, vậy không? Mà khi nó đã đăng lên á thì lại rất là nhiều người vô cạnh tranh để mà mua. Điều đó cũng làm cho cái việc mà mua nhà và để cạnh tranh để giành giật được cái căn nhà mà mình yêu thích đó nên lại ngày càng khó khăn. Tuy nhiên không phải lúc nào mình cũng thấy khó khăn của mình lùi, phải không chị? Đúng rồi. Bởi vì cũng có nhiều người họ tự nhiên họ có cái duyên á, rồi tự nhiên thấy cái căn nhà đó là giấy tờ đâu vô đó, mặc dù cái tiền lời có thể nó cao, nhưng mà ngay cái thời điểm mà quý vị mua, nhưng mà sau đó một thời gian á, thì nó lại có cái cơ hội để mà refinance lại, cho nên cũng tương đối là không. Ở bên đây chúng ta thấy mua nhà mình trả góp nó cũng không có tới độ là giống như phải trả một lượt trả tiền mặt 100%. Nhưng mà mấy lần trước mình có làm cái sơ đó là mua nhà đâu bao giờ lỗ Tức Nha. Theo nó tính lên, là lên, từ 2030 đó là nhà phải tăng lên 20 lần phải không? Sợ. Còn lương mình đâu sao có tăng lương? Thế. Thật ra nếu như mình có cơ hội, có khả năng đúng mua nhà được bây giờ thì vẫn cứ mua đi quý vị ơi. Tại vì đến năm 2030 còn bao nhiêu năm nữa mà còn mấy năm theo dự đoán là nhà sẽ tăng lên đến 20 lần so với tiền lương. So với tiền lương của mình đó quý vị. Dạ. Và giờ chúng ta sẽ tới với một số những căn nhà được list trong đường này để cho quý vị có thể đón xem. Trước tiên là căn nhà ở thành phố Covina, giá với chỉ có là 714.500, nhà 3 phòng ngủ 2 phòng tắm. Nhà rộng là 1.597 square feet. Thì quý vị cũng thấy là nhà này là mình cũng vô là phải sửa sang tới giống như là người ta chỉ dọn hết đồ ra rồi bán thôi. Thành ra nó mới để giá là chỉ có 714.500 mà lot size đến 7.239 lận quý vị. Thì nhà là 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm. Nhà rộng 1.597 square feet, tức là rộng rãi đó, gần 1.600 rồi. Mà 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm. Mình nhìn thấy cũng thấy là cũ, tức là không có sửa sang tân trang gì hết. Nhưng mà không có phải là dạng mà về không ở được. Tức là cũng ok, cũ kiểu original của nó. Nó không có sơn sửa lại thôi. Thì mình mua xong mình về mình đã dành tiền rồi mình sửa sang lại. Dạ. Đó, căn nhà ở thành phố Covina. Lot size đứng trên 7.000 rồi quý vị, 7.239, giá phải chăng 714.500. Ở thành phố Covina, 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm. Cái giá này bây giờ là cái giá quá được, quá ok. Nào, thật sự căn này mà nếu như nó sơn sửa sạch sẽ rồi tân trang lên thì đương nhiên nó đâu có giá này đâu quý vị. Thì đó, nó là phải là cỡ chắc 800 rồi. 800 mấy. Thành phố Covina, 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm. Nhà rộng 1.597 square feet, lot size là 7.239 square feet ở thành phố Covina. Và tiếp theo là căn ở thành phố El Monte, giá là 938.000. Chênh lệch liền ha, mặc dù đất nó nhỏ hơn tới 2.000 square feet. 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm. Nhà rộng có 1.144 square feet. Lot size chỉ có 5.073 square feet. Nhưng mà nhà mình thấy là nó có sửa sang tân trang lại. Thấy đồ cũng có tân thời.
Đó, thì nó sẽ lên là 938.000 rồi quý vị. 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm, nhà có hồ bơi, cũng có hàng rào, coi như cũng là an toàn. Đó, lot size chỉ có 5.073 square feet. Đó, mà căn kia là 7.200. 7.200, xây được ADU rồi. À, đây là ở thành phố El Monte á. Mình so từng căn nhà để mình nói cái giá nó cũng chưa có phải là những yếu tố quyết định thưa quý vị, mà nó cũng nằm trong cái địa thế nữa, giống như cái thành phố. Dạ. Thì đây là El Monte. El Monte thì nó sẽ mắc hơn với Covina, mặc dù nó cũng là cái khu vòng vòng đó. Thí dụ giống như ở đây thì Fountain Valley nó sẽ mắc hơn Santa Ana, thí dụ vậy, tương tự như vậy. Đấy, cái căn này là El Monte, giá là 938.000, 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm. Chúng ta tới với Anaheim, thưa quý vị. Anaheim với cái zip code là 92804 thì đang list căn 998.888. Dạ, căn này 4 phòng ngủ, 2 phòng tắm, diện tích ở khá rộng 1804 square feet và diện tích đất là 7.200. Căn này bên trong họ cũng có sơn sửa lại, thay lại. Thấy là nó tân trang lại hết rồi, thì giá là phải giá này thôi. Cho nên là quý vị thấy cái giá nó sẽ tăng lên liền, là 998.888. Căn này 4 phòng ngủ, 2 phòng tắm, 1804 square feet. Lot size là 7.200. Đây là phía đằng sau thưa quý vị, căn này ở Anaheim. Zip code này thì nằm trong khu cũng gần với người Garden Grove, có chợ gần ABC, chợ ABC này kia đó, giáp với lại Garden Grove, Stanton. Sửa sang sạch sẽ đẹp đẽ rồi, sẽ là giá này thôi. Đó, họ làm lại hết cái dàn bếp á. Rồi, đây là ở Anaheim. Thấy là trong phòng ngủ là vẫn để thảm. Dạ. Nha, nhưng mà thảm, thay thảm mới hết rồi nè. Thảm mà cũng còn bên sạch ngoài sẽ là đó. Bồn tắm bên ngoài bên, là cái để bên trong. Dạ, cabinet nó làm lại hết. Lại hết rồi. Và một cái căn cái giá cũng tương tự nhưng mà ở thành phố Garden Grove, 92844, list là 998.000. Căn này ở list 5 phòng ngủ, 3 phòng tắm, diện tích ở là 1902 square feet. Lot size là 7.404 square feet thưa quý vị. Căn này thì ngay thành phố Garden Grove, đang list với giá là 998.000 Mỹ Kim. Và căn này lên tới 5 phòng ngủ, 3 phòng tắm, 1902 square feet ở và tọa lạc trên miếng đất là 7.404 đó. Thì căn này, cái này là nhìn phía đằng sau nè, cũng còn rất là rộng. Dạ, quý vị có thể hỏi để xin thêm xe thêm ngay đi view đằng sau đó. Nhìn bên trong rộng rãi tới gần 9 lần mà. Căn này thì bếp này kia thì còn kiểu cổ điển đó. Quý vị thấy là một nửa thì thảm ở phòng khách, tới phòng bếp thì là gạch đó. Đây là bên trong kiểu nhà ngày xưa sao dờn vậy đó. Chứ rộng, không có remodel. Rộng 1.900 lận mà. Đất cũng rộng 7.400 lận. Vâng, và thưa quý vị, đến đây thì chúng tôi xin tạm dừng trong một vài giây lát để gửi đến quý khán thính giả phần bảo trợ thương mại. Chị Bảo Khanh và Tuyết Nha sẽ quay trở lại với phần 2. Rất mong quý vị đón xem.